Chào cô ạ. Chủ tịch có nhà không? Dạ, chủ tịch đang làm việc ở trên gác ạ. Ta lên đi. Chủ tịch! Chủ tịch! Mẹ! Chú ạ! Sao bố con đột quỵ hả mẹ? Mẹ ạ! Khi mẹ và chú Khải đến nhà, đã thấy ông ấy đang nằm ở trên sàn rồi. Ông ấy đâu? Sao rồi? Đang cấp cứu. Ông ấy không sao chứ? Không sao chứ hả? Rồi sẽ ổn thôi. Bình tĩnh đi. Là bà đúng không? Chỉ vì chồng tôi tố cáo bà mà bà ép ông ấy đến mức đột quỵ. Rõ ràng bà biết sức khỏe ông ấy không tốt. Cô thôi đi. Nếu như không có mẹ Nhung, bố tôi không kịp cấp cứu đâu. Cô Mai, cô muốn nói gì thì nói, nhưng đổ tội cho người khác thì đừng có hồ đồ. Người như ông ấy nếu có ngã quỵ thì ít khi vì những kẻ đứng trước mặt lắm, mà thường là vì những người đâm sau lưng thôi. Tốt nhất là bà không liên quan. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cũng sẽ không để yên cho người nào dám động đến mẹ của tôi đâu. Nhưng mẹ cô là người có động cơ đấy. Ai cũng có động cơ hết. Và không ngoại trừ cô đâu. Duy. Chủ tịch biết chú luôn ủng hộ Kim Nhung, cho nên không tin dùng chú nữa. Chính vì thế mà giờ đây có rất nhiều thông tin chú không nắm được. Hiện nay chủ tịch đang dùng một thư ký kiêm nhiệm nhiều việc, đó là cậu Ngọc. Duy, cháu phải hết sức lưu ý cậu này nhé. Đúng là thời gian gần đây ông có hay nói với chúng tôi là ông hay đau ở trong người, mà cô Mai ấy thì chăm sóc ông rất tận tình và chu đáo. Cô còn hẹn giờ trong điện thoại để nhắc ông uống thuốc. Vậy lúc bố cháu đột quỵ có ai trong phòng không ạ? Lúc đó à, cô Nụ thì đang ở ngoài vườn, còn tôi thì ở trong bếp. Còn cô Mai ấy thì cô chạy ra ngoài, hình như giúp ai việc gì đó. Đến khi chú Khải và cô Nhung đến, có lên gác hô hoán ầm ĩ lên thì chúng tôi mới biết ạ. Cô có biết cô Mai đi đâu không? Dạ, tôi không biết ạ. Vậy lúc cô Mai ra khỏi nhà, đến lúc bố cháu ngất ấy, khoảng bao lâu ạ? Tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà khoảng chừng một tiếng. À mà tôi cũng không chắc đâu ạ. À, sau đấy là cô dọn phòng bố cháu à? Vâng ạ. Cô có thấy điện thoại bố cháu đâu không? Tôi không thấy gì ạ. Anh có biết bố tôi hôm nay làm gì, đi đâu và có gặp ai không? Chủ tịch họp ở Hoàng Kim xong thì bảo tôi trở đến bệnh viện và hẹn trước với bác sĩ Vũ. Sau đó tôi đưa chủ tịch về nhà. Vậy anh có thấy bố tôi hôm nay có gì lạ không? Hay là có gọi điện cho ai không? Tôi chỉ thấy sức khỏe chủ tịch không ổn. Sau khi về nhà thì chủ tịch bảo tôi về, cho nên những chuyện xảy ra sau đó là tôi không rõ đâu. Vậy hôm nay anh có gặp cô Mai không? Có. Sau khi chủ tịch bảo tôi về thì cô Mai gọi điện cho tôi, bảo là đang đưa bác sĩ đến khám cho con gái tôi, cho nên tôi vội vàng rời đi. Có nghĩa là lúc bố tôi đột quỵ, cô Mai đang ở bệnh viện à? Vậy là có bằng chứng ngoại phạm nhỉ? Cậu nghi ngờ cô Mai. Vậy cậu nên hỏi cô ấy. Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi.